Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Yummy TV đây. Bữa giờ có ai không clip của mình không nè? Và hôm nay á, mình sẽ làm một cái clip rất là hay nha. Cái clip của mình sẽ là thử thách 24 giờ sống ở mặt trăng. Và hôm nay mình sẽ nhờ một người á, rất là rồ luôn để quay cùng mình. Các bạn có đoán đó là ai chưa? Đoán được chưa nè? Đoán được thì comment phía dưới cho mình biết nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi kiếm người đó đây. La la la. Hello. Các bạn có biết đây là ai không? Hello my fan. nếu mà ai không biết á thì là mình cũng không biết nói gì luôn. Đây là Hi Ha. Đây là Hi Ha và hôm nay mình thì chơi rất là dở nên mình có nhờ Hi Ha là hôm nay cùng mình đi lên mặt trăng. Trời ơi, có tôi ở đây là tôi gánh tim. Ghê vậy ta. Thấy chưa, gần đâu coi, gần đâu nè. Tôi sẽ gánh tim. Ok các anh em. Tôi đã hướng dẫn lúc lấy cái rương trong đây nè. Chúng ta đã có rất là nhiều đồ. Dùm mày bấm lên để check cho mấy bạn coi đi. Đây nha. Có thấy chưa nè, rất là nhiều đồ luôn. Và bây giờ thì tụi mình chuẩn bị phiêu lưu thôi. Được rồi, bây giờ nè, chúng ta sẽ để hai cái bên đây nha. Tôi cũng sẽ để cả nhà. Tôi để vô nè. Có rồi, có cái bình nhiên liệu vũ trụ á. Cái này nè. Tôi biết là cái bình màu đen đúng không? Ừ, lấy ra đi. Dạ, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm click chuột phải vô để kích hoạt cái này. Làm cái đó, nó mở cửa ra. Đâu, tôi không thấy. Nè, bấm tôi nè, bạn nó cửa ra đó. Bạn bấm vô đi. À, thấy rồi nè. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô là bấm chuột phải vô. Lên, ok, chuẩn bị chưa? Lên đường thôi. 3, 2, 1, nhảy lên, bấm nút nhảy. Bắt đầu thôi nào. Bay lên trời thôi bạn ơi. Bay lên trời thôi các bạn ơi. Có ai muốn phi luôn cùng mình và Hi Ha không nè? Comment bên dưới cho mình biết nha. Đúng rồi. Tèo. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bay lên mặt trăng. Bay lên mặt trăng kiếm chị Hằng và chú Cùi. Chúng ta sẽ kiếm chị Hằng và chú Cùi gì nữa. Chắc tôi lên vợ tôi kiếm chú Cùi tôi lấy làm chồng quá cho Hi Ha lấy chị Hằng đi. Ôi sao chị bay trước mình luôn rồi bạn ơi. Hấp dẫn chưa. Cái nè cái rương hồi nãy lấy lại đi. Bên nào là của tôi, bên nào là của ông. Bên đó cứ lấy đại đi. Ok. Wow, trong rương này nhiều đồ quá, ông chuẩn bị hết luôn á hả? Đúng rồi. Đây tôi có một cái viên này nè, kích hoạt trong này là được thời gian kéo dài nè. Đó, mình có oxy. Ok. Bây giờ tôi lấy cái súng xuống rồi. Rồi, ơi. Ê, Yummy. Sao, tôi đang lấy đồ vô. Ê, Yummy. Sao? Đi theo tôi, xong chưa? Nè, tôi đang lấy đồ, tôi đi theo ông nè. Đi. Theo tôi. Chỉ cần bấm shift, bấm vô nó là được rồi mà. Ở dưới đây có cái hầm này. Đu, đã vậy. Thôi, ông xuống trước đi. Cái này là gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái này là gì vậy? Chọc cái này đó. Được đi. Tại bên cho nó rộng, xíu tôi sẽ nó chọc kìa. Ở đây có mình có nhiều viên lắm nè. Viên gì vậy? Wow mấy bạn ơi, đây có rất là nhiều viên vậy. Đá runi thần bí. Đây wow. Cái này để oxy á, đá oxy á. Mình giữ đây để một chút cái gì mình thở. Tôi mới lấy con gì còn lấy hết luôn á. Giờ đem ơi, đem phía của tôi vô đi. Ok, để tôi lấy. Ủa cái giống ông là phải cái gói oxy đúng không? Đúng rồi, mặc vô đi. Để có che xong mặc vô. Mặc nó đây hả? Cái áo tràng, bên cái áo tràng á bạn à. Rồi, không chưa? Lên. Ok. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ sống 24 giờ trong đây. Bây giờ này coi. Ủa, bây giờ này được luôn nè. Dùm mấy. Giết nó luôn hả? Láo nè. Thôi ơi, chạy vô. Sao vậy? Sợ quá. Chưa kịp giết gì hả? Dùm mấy ơi. Sao dùm mấy leo lên không được hay ha ơi? Dưới cái cục đó rồi hay sao á? Tôi đạp. Rồi, vô đi. Ok bây giờ mình tích cái này. Bây giờ có cái lốc kim cương đó, bây giờ bà xây nhà cho bà đi, tôi xây nhà cho tôi. Ok. Sao mình không xây chung một căn ở cho nó vui? Vậy nó mới cạnh tranh chứ. Đủ kỳ cục. Ok, mình xây xong một cái này vậy nè. Xây tiếp. Chị bị xây tới đâu rồi? Sao mình xây đây?
Này da, mày lọt xuống dưới đây rồi. Ủa này gì vậy? Ờ, dưới đây có cái gì nè, xuống đây, mau lên, Hình như đập cái này được cái gì á. Đã nhặt được bản thiết kế gì vậy ha? Tôi không biết nữa. Giờ sau lên nè. Đi lên, à, được, không được. Không được, phải đập. Phải chạy lên bằng đường này thôi. Lấy ra tôi đào đường đi lên. Thôi, có cái cây này nó lẹ hơn. Ở đó, mình chơi với con trai sướng lắm nha các bạn. Thường là con trai nó làm hết cho mình nè. Lên thôi Hammy. Ui. Lão lắm rồi nha. Cây tôi nghĩ là mình biết cái này lại đi. Đúng rồi. Ủa, mình biết bằng MR nó mới chấp. Xây đi Jimmy, đi kiếm chỗ xây đi Jimmy. Xây căn nhà cho bản thân đi. Ui. Ui. Đó, tôi sẽ xây căn nhà super hero luôn. Rồi, đẹp chưa? Gì mà ối giời ơi, cái gì vậy? Ối giời ơi, gì mà ối giời ơi. Tôi là in the best luôn rồi. Xong căn nhà. Bây giờ tôi đặt rương ở đây. Rồi. Xong. Trời ơi, Jimmy xây nhà vậy sao? Trời ơi, sao xây nhà giữa đường vậy chị hả? Chứ hết chỗ rồi, dạ hết chỗ rồi, tôi không đi chỗ này xây. Phải đặt hai cái đường đi vô nữa, không đặt đường đi vô à? Lát đi, lát mới đập. Để xây trước đi nè. Đó, tôi sẽ lập lại, tôi xây dùm cho. Đây, tôi xây dùm cho. Con okay. Dân đi, đứng nhìn thôi. 24 giờ ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi? 15 giờ rồi. Sẽ sống 24 giờ ở trên đây cái cầu à. Ê, sao lúc mà ông kêu đi với ông nói tôi sớm để tôi đem theo con gấu của tôi. Gấu nữa. Chứ sao? Để nó nhặn mình nó buồn sao? Buồn thì có con chuồn chuồn. Ê, như tôi có cái giường ở đây nè, phải không? Ôi, không có giường ngủ rồi, lát phải chế tạo rồi. Ông có cái bàn chế tạo nông vậy ha? Mình sống 24 giờ cần gì cái giường? Chỉ sống trên đây vậy thôi hả? Không có giường ngủ luôn. Đúng rồi, mình sống 24 giờ là mình không có ngủ, mình phải trải nghiệm. Wow, ê, cho tôi hỏi cái máy này, cái máy gì vậy? Đâu? Cái con mà kinh công hay gì này nè. Rồi rồi, mấy cái máy này để rồi mình thở oxy á. Tôi hiểu rồi. Ui, nói được rồi nè, bạn ơi. Thấy tôi có đủ xung quanh nữa. Tôi sẽ đánh một cái con nào đó là nó sẽ có sức mạnh rất là nhiều đó. Này, bây giờ tôi đi ra đánh thử luôn nè, coi. Khoan, đợi tôi coi với. Ôi, nó chạy luôn hả, bạn ơi. Mày láo mày. Láo, ôi, nó làm nó nổ gì đó. Ôi, tiên tí, nổ. Tôi giận thì nào, cái này là gì vậy? Ơi, đập thử đi. Đập. Nó là gì vậy ông? Dầu rắn là gì á? Ê, đi lên này đi, đi lên này với tôi đi. Đâu, đây này có gì? Ủa, mấy cái cây này là cái gì nè? Đâu. Chúng mình lại đây thử đi. Ok, đây đi thử đi ha. Tôi chặt cái này vậy, rồi. Lỗ cái cây ba, này nè. Ba gen gì đó. Cái có đá oxy kìa, cái trái trái gì nè, Jimmy. Lượm nha. Em thử coi, thử. Oxy, cái này là oxy. Ê, vậy mình giặt mấy cái cây này là mình có oxy hả? Ủa, có oxy rồi luôn á. Đù đã vậy. Ê, sao không có lửa trên người hay vậy? Bà cũng đó kìa. Đâu, để tôi coi thử coi. Đã quá mấy bạn ơi. Ê, có cái con bò đỏ nè. Đâu? Tao mà. Đặt mấy cho tôi á, có chừng nó đỏ. Nổ lên mệt rồi nha. Ôi, chạy. Đánh tao mày. Đánh tao mày. Mày ơi. Chạy. Vô nhà Jimmy ơi. Ok. Nhảy lên. Ôi, không được. Đâu có nhảy được đâu. Không được rồi Jimmy ơi. Có cái đường vô rồi. Ê, con này định vô nhà mình nè. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Đi đâu vậy? Ôi, nó chọi nhà mình kìa. Ui, sợ quá. Ôi, có mấy con gì đó đây Jimmy ơi. Sao nó vô được vậy? Ê, nó chọi bơm kìa. Vô nhà tao nè. Vô nhà tao nè. Ôi, sợ quá đi thôi. Ủa, sợ quá. Ờ, nó có lấy đồ của mình chưa vợ, kiểm tra lại đồ coi có mất gì không? Đâu, để tôi kích hoạt cái này thêm. Rồi, cái kích hoạt này nó không vô được á, trời. Ừ. Ê, ông hay là ông xây bích lại luôn đi, xây thành cái cửa, ông có đem cái cửa theo không vậy? Tôi hết block rồi, à nè, tôi còn 5 cái. Ui, nhảy lên coi, không được. Nhảy lên, trời, ok, bây giờ tôi sẽ xây. Nè, hình như tôi còn block này ha. Ôi, ở đây có cái cây gì nè, bà ơi. Nè, tôi chạy cho ông rồi đó, đâu cây gì? Mình có gỗ này nè. Đó, tôi leo lên
Ủa nó kìa. Đâu đó đâu. Nó có súng á. Đừng hãy dụ á. Đừng bạn ơi. No, Jimmy. Ok, kìa, nó kìa. Nít trái tim gì á. Cảm ơn tao. Ở đâu tôi sắp chết rồi Jimmy ơi. Jimmy ơi. Jimmy làm gì đứng nghe nhảy đó hoài vậy? Lên hoài không được. Lên đi. Ở dưới đây đúng dễ té luôn á bạn ơi. Té là đâu có rất là nhiều nên giờ mình sẽ đi ăn. Ôi thật sự luôn muốn pháo. Thì giao chuẩn bị đồ ăn là đúng hết rồi. Tôi mà không chuẩn bị sao được. Bây giờ mình ở tới thời gian là 22 giờ rồi. Bà bấm em mờ lên để coi á. Ok, với em mời có thời gian. Wow, hiện tại là đã 22 giờ. 22 giờ rồi. Mấy bạn thường hỏi á, tại làm sao để được đẹp trai như Hi Ha, thì hôm nay mình sẽ chỉ nha. Hi Ha xuống đây Hi Ha. Ghê hả? Xuống đây để tôi chỉ cho mấy bạn luôn. Nó bắn luôn, nó chết luôn bà ơi. Nè. Đứng yên để tôi quay. Nè. Rồi mấy bạn mà muốn đẹp trai như Hi Ha hay là xinh đẹp như mình à, thì á, các bạn nhớ nhấn like và subscribe là sẽ được đẹp trai, hiểu chưa? Nhớ chưa? Rất là hợp lý luôn. Và nên nhớ á, là hãy qua channel của Hi Ha và đăng ký cho Hi Ha nha. Hi Ha đã giúp mình rất nhiều trong những cái clip á. Đúng rồi. Đi thôi bên này. Đi thôi. Ta sẽ cho em ở được 21 giờ rồi. Ui. Con gì vậy? Chừng con nó đánh mình á. Thôi đừng có sợ, có tôi nè, đi ra đây đánh chung với tôi chơi vui. Ở trong nhà rồi chán quá. Quất nó luôn cho tôi. Láo nè. Mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày là ai bố mày sợ mày à. Cầm súng ra bắn nó đi Jimmy ơi. Ừ, ok. Đi thôi. Bên đây có nè. Tôi đã nha. Bắn gì có chừng tốn đạn á. Ê, nó chở bò không hả? Ôi. Có sao không? Hi Ha có sao không? Nhìn. Con này có tiền kêu ghê lắm nè. Chết luôn. Lúc nào Hi Ha cũng bảo vệ mình nè các bạn ơi. Bởi vậy á mà chơi mini world với con trai là sướng lắm mà nha. Chặt cây thôi. Ok. Ủa hình như tôi lấy không đúng đây. Cái đó mà chặt cây vậy. Ôi cái tiếng gì kìa, chạy về Jimmy ơi. Jimmy. Đang chạy nè. Tiếng gì kêu kìa các bạn ơi. Tiếng gì kêu kìa các bạn ơi. Có ai biết tiếng gì không? Mình sợ quá. Ủa, nè. Tiếng gì vậy? Ơi đừng nói đứa nào đặt bom trong nhà mình nha. Không chừng là vậy á. Trời ơi quá à. Ủa tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy Hi Ha? Không thấy cái tiếng gì chưa vậy? Tôi lùn quá, tôi nhảy lên mệt ghê luôn á. Ủa tiếng gì ghê quá hời Jimmy ơi. Giờ bây giờ sao để tôi nhìn xung quanh thử coi. Jimmy ơi bay lên lóc nhà. Ok, tôi sẽ đứng trên này. Ông thấy được chưa vậy Hi Ha? Tôi không biết nữa, không biết cái gì kêu nữa. Tôi sợ quá nè, giờ phải làm sao? Tôi không biết luôn. Mình ở được bao nhiêu lâu vậy ta? Như mình qua thời gian rồi đó. Không, mình phải ở tới 6 giờ lận. Tại vì 6 giờ là nơi mình bắt đầu mà. Tôi hiểu rồi, hiện tại là mình ở được 1 giờ mấy rồi. Ok, sắp xong rồi. Hình như cái tiếng gì kêu các bạn ơi, ghê quá à. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Sợ quá. Gì vậy Hi Ha? Hiểu rồi. Cái bình sau lưng của bà sắp hết á. Thì ra thôi kệ đi. Nó sắp hư rồi. Đó. Nó kêu hèn gì. Rồi xong, hư hết luôn. Bây giờ chúng ta phải dùng mấy cái này để chúng ta sinh tồn thôi các bạn ơi. Đây, để tôi lấy cái gì hồi nãy tôi lượm được ta. Cái trái gì á? Ê, cái trái này bỏ đâu Hi Ha? Trái gì? Mình phải ăn nè. Cái trái đó là ăn á. Vậy thôi, okay, để tôi lấy ra tôi ăn. Ê, nó gọi là cái trái này á, có thể cung cấp oxy trong một thời gian nhưng có thể gây tiêu chảy. Tiêu chảy là gì vậy ta? Tiêu chảy là đi dĩa đó. Trời ơi. Bây giờ mình không có thể ra ngoài được bạn ơi, tại vì nếu mà mình ra thì mình bị đánh. Mà mình bị đánh thì mình sẽ chết. Đúng vậy. Trời ơi, làm gì ở đây? Để cho qua thời gian đây mấy bạn ơi. Ê, mình có rất là nhiều cái gì này. Hay là mình để lại 21 mình lên mình sinh tồn tiếp các bạn ơi.
Bây giờ sao đi chạy da đây? Ủa miếng nữa thôi, sợ quá à. Giờ tôi hết giấm da nè. Mình mất cái bệnh đó rồi nè, da bị mất máu rồi. Đó 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 đó. Đi vô lỡ thì nha. Tôi bị mất oxy á. Còn cái gì cung cấp được oxy không? Không, chúng ta đã hết rồi, cung cấp được oxy. Ê ê ê, cái đá Rooney thần thánh hồi nãy ông lượm nhiều quá, cung cấp oxy á. Đâu? Ông vô coi đi, được sử dụng để kích hoạt thôi. Biết rồi, nhưng mà nó chỉ để trên cái này thôi. Ok, tôi có oxy, được nhảy ra. Cứ bị lọt vô đây hoài. Sợ bị hả? Cứu tôi với mày, chạy vô đi, chạy ra chi vậy? Tôi sợ ông điên mình. Tôi không bà thể nào bỏ ông. Sao bà ra chung được? Tôi không thể nào bỏ ông hiểu không? Không, à, đúng rồi đi bạn ơi. Tối quá các bạn ơi. Ui, giờ chúng ta sẽ đặt đuốc luôn trong này, đuốc ra nhiều để chúng ta có thấy được. Ok. Đi ra, bấm lộn cái dùng hết đuốc của mình nè. Bum 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 bum. Tôi giặt hết ở nhà tôi luôn. Rồi, giờ tôi sẽ đặt vòng xung quanh để cái này. Đó. Đó, hấp dẫn chưa? Đó, thằng nào giống như nhà tao. Tao bắn rồi. Trời, tao bắn cho bở mồm. Giờ đâu cũng có đuốc hết nha. Đúng rồi. Sáng sủa kìa các bạn ơi. Bao nhiêu giờ? 5 giờ mình sắp được về rồi. Yeah, hạnh phúc quá đi thôi. Thôi đi về nè, đi về. Bây giờ mình sẽ kích hoạt lại cái phi thuyền thôi. Mọi đứa cái đi. Ok, để tôi kiếm cái bệnh kích hoạt nó lại đây. Đi lên, Jimmy ơi. Tèo. Chúng ta đã thành công 24 giờ. Bắn chuột phải vô nó rồi đi nha. Ừ, đúng rồi. Rồi, đi về thôi. Đi nha, 1, 2, 3, đi thôi. Yeah. Tô. Jimmy ơi, hết video luôn đi. Video của mình cũng tới đây được rồi. Video của mình đến đây cũng hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thích video này thì nhớ để lại like và share cho mình nha. Và lắc luôn cái chuông bên cạnh để đón nhận thêm những video mới nhất từ mình. Và nếu các bạn muốn mình và Hi Ha thám hiểm ở đâu nữa thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho mình biết nha. Và quan trọng là hãy nhớ subscribe cho Hi Ha nha. Tạm biệt các bạn. Ok, bye bye các bạn nha. Wow. Yêu nhiều lắm, bánh tim. Chúng ta đã thử thách 24 giờ sống trên đây rồi các cậu ơi. Quá là mừng luôn.